Đi 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 với kiếm. Bà đi đi, bà đi đi. Để bố quay. Ôi giời ơi. Đã bà đi 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 đi. Còn tí nữa, còn đây người ta cũng đâu chưa cũng phải. Chưa còn mở ra ăn trên cũng cũng được ai. Đi, đi, hai ông cháu mình. Hôm nay toàn chúng nó nghỉ hết. Đâu là nó theo đấy, ông này cứ mơn trớn nào ông thế. Đấy, hôm nào bỏ ông thơm đấy vào bỏ cái mình rồi, kéo xuống cái kia đốt. Đây, đây con này, đây con này. Con đi kéo nè. Rồi. Lấy qua thế này. Ông bỏ quá đâu. Có bé nữa. Con chó. Con vàng qua đốt rồi. Đấy, cô cái này cái phần tắm bên bắc lên. Không để. Không phải để ở bên kia bên. Để bên kia một chút. Bên kia con mắt rồi. Đó em cắm thôi. Bác đây là em với là nhà em. Ngang bà đây. Sớm quá. Bên kia mai kia đưa cháu Quang về đằng sau. Nhà ông gọi nhà ông bên con trước đi. Ấy xong rồi xong rồi. Đây là hai ông bà em đây. Cô nấm ạ, may quá hồi cô cho em. Không? Mà đúng là em đang nhâm dịch thêm ra một tí nữa thì quá đẹp. Cậu không gì chịu đâu, cậu cứ làm đủ. Không, nhưng hôm ấy nó đang có khóc, đang có... Chứ đúng xe nó phải đến cháy. Trước con bé tí thôi, nhưng mà bây giờ là nó xây hai bên thành, nó lấy con bên ít thì là nó mới to hơn. Cái bò. Cái bò. Cái bò. Ô, ba là sao bên kia có lớp một. Đấy mà, đây, em đã chuẩn bị em ở nhà em đây. Thằng Quang mang kia về đường sau này. Ôi, tôi mới đánh cậu vậy. Đây, chị đã bảo ở chỗ cô được một tí. Đây, mới đắm rồi, đưa cụ. Chị bảo có kiếm xong rồi, cậu cứ làm. Vâng, vâng, em biết rồi. Đưa, sang đây. Cứ làm rồi. Đưa chú anh, đưa mấy nắm anh sang. Mang đây im chứ. Chú cắm rồi, cho cụ. Mang sang bên kia. Tay là chắc tay cũng đủ đi. Cái này Quỳnh cũng cụ đi không? Dạ, không, đây rồi, em lấy rồi. Đây này Phượng Thu ơi. Phượng Thu ơi. Em Thu. Đuôi Thu. Em chiếm ở trên kia rồi tí em đổ ra xem. Không, nhắm này đẹp rồi. Thế nhưng mà cái binh này nó là để hay đây. Đúng. Ở đây là tôi thấy là đẹp. Rồi đấy là cụ bà. Nó có nhiều vấn đề lắm, tôi nhìn rất nhiều cái này. Nó có nhiều tôi nhìn rất nhiều ông. Ông chết ở Sài Gòn. Thì mộ cụ bà ngoài kia, mộ cụ tổ đằng kia, xong rồi đẻ ra ông bà đây,
Sơn mới đẻ ra bố cháu mới lại bác. Thế còn đây là bà Thơm. Cái này là bỏ các cụ để trước rồi, nên là cái cho bố này. Phấn là đã sẵn sàng ở chỗ rồi đây. Đây là ông Phấn, bà ở đây. Bà ở đây. Mai kia này. Là nói với hai cháu chú là đây là cô tứ đã có một hố sẵn này. Ông đang bảo vệ mấy bà ấy. Thế còn cái chỗ kia là bác về đây gì? Vâng. Đây là về ra cụ tổ. Em nghĩ lại hồi xưa mà bây giờ cho em cái chảo này cơ đây này. Rồi sau em mới bảo ông Thơm có một tí lại vừa luôn. Ông làm luôn. Thế là ông Thơm mới mấy cái này nữa. Chứ không thì là nó cái gì làm ở đây thì nó phải đẹp. Chưa để em bảo em làm đây. Thì hồi xưa em bảo mấy em làm đây. Ôi, nằm chỗ nào cũng được. Không hay không? Mai kia con cháu nó cúng mà có biết đường mà về không cơ. Bây giờ không biết nhưng mà trước mắt mình thì là nè. Biết rồi, ông anh là ông Chí. Nhưng mà có một ô dưới rồi. Có cái chứ cốt hết rồi. Từ lâu lắm rồi. Cái này từ lâu lắm rồi. Nào. Bác Chí lâu. Ông trắng nào? Hôm qua em bảo rằng là bác ấy cái kia đi trong bác nâu đi trước. Đâu thắp chưa? Đây là cụ tổ. Nhưng mà thắp luôn chưa? Đây là màu gà. Thắp chưa? Đây cái đây này là cụ đi. Đây là cụ tổ con này nha. Mẹ cụ tổ. Không? Đây là con dâu của cụ đẻ ra ông nội nhà mình. Thế còn ông còn cụ ông thì mộ Sài Gòn. Đây là Tuấn ba cái là cụ kia cơ mà. Đây, đi đây. Tất cả là xây hết lên kín lên đường lên đường lên đường lên đường rồi. Chắc là đang làm kỳ này mà không làm thì rỡ này tôi lại mất. Thế này. Giờ thì dài cái năm ngoái rồi, dài năm nay rồi, dài năm nữa. Cái này thì là bởi vì rất đẹp nè, riêng cái này. Không, riêng cái mặt này nằm ở trên các mộ cụ không có nứt nát gì cả, nó chỉ có mỗi cái bên cạnh này nó đẩy. Đây để cho nó giữ cái phải xây móng. Vâng, tức là phá ra bác ạ, xây hết lại, xây đặt ngoài này. Xong rồi đổ máy bằng trên. Không, theo tôi là bây giờ xây hẳn cái móng ra ngoài này. Xây cái móng này xong lên trên này hãy phá đừng phá hết dưới chân nó lại thì kéo đi hết. Cái này cứ để nguyên. Cái này để nguyên. Xây ra ngoài này. Xây ra phá nó thụt luôn. Phá nó thụt luôn. Chứng ông coi không bây giờ không phá cái này. Phá cái này. Bây giờ là xây ra ngoài này. Xây hẳn ra ngoài này. Nổi tàu hết. Vừa đắng bao nhiêu. Xong rồi đổ bê tông hết. Đổ bê tông hết lên kia đi làm gì. Dạ. Chứ bây giờ năm nay
Bên này nó bây giờ chỉ đất thôi chứ nó không không nó chỉ đất nó không có cái riêng mộ không có đất đắt mà cái gì cả. Chứ nó chỉ nghiêng mất ít thôi chứ thực ra nó chỉ nghiêng xong một tí. Rồi, biết đấy. Không đạt thế là được. Bây giờ là phải đào sâu hơn cái móng cũ. À vâng 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 vâng. Thì mới được. Đây móng cũ đây đây. Ba mặt. Này cái móng cũ đây 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 đây. Không phải này thì không phải. Đây mặt đấy thôi. Này cái mặt đấy thôi. Bây giờ thiết kế thì thằng này, bác ông bác thằng cụ này về em là anh em mình là bốn đời. Đây là cụ tổ lập nghiệp ở dưới này. Từ Hưng Yên xuống đây. Bố mẹ ông cụ đấy. Đây là bà nội nhà mình. Nhưng là cụ ông thì lại ở Sài Gòn. Cụ đây là con dâu. Đây là bố chồng. Thế đây là con gái với con rể đằng sau. Thế còn là thế là hai cụ một chỗ nhưng mà ấy cụ kiểu như là kia. Vâng, thế là bây giờ là này, tất cả cụ bà là chết đấy chỗ này đây. Đây là con gái cụ xây cho cụ chứ con dại cũng không làm được. Không, xây là xây trong cái cốt này thôi. Thì cốt thế này thì cũng thôi. Thôi. Cái ông xã đông đào đi xong thì ông lấy ông nhị hai ông đem bộ mẹ về đây. Đem để cái cốt này ạ, để này để cái này. Cụ này. Thế là hai ông, một bà với lại bà, một bà đồng với bà. Bà bên đây là con gái. Anh em mình đào một điện về đây. Con gái. Chỗ tôi thì người ta để dòng cái cây trừ đồng bắt tiên. Cái này là lấy từ Hải Phòng đúng không? Tẩm với cái cây gì? Cây trừ đồng. Cái này nó màu gà đấy mà. Cái này nó màu gà đấy. Màu gà nó có cái kia. Nó là cái loại khác. Đây màu gà đấy còn gì. Cái trừ đồng bắt tiên này chỗ tôi bây giờ là người ta trồng mộ nhiều. Cái đấy nó chịu hạn tốt. Cái nào không? Cái trừ đồng bắt tiên. Thăm dòng bên thấp hơn bên kia cho nhỉ. Thế còn thôi. Ông bên đây là anh ruột ông nhà mình. Ông trồng mộ kia, kia chứ các bác. Đây này. Đúng rồi. Để ra anh ruột ông nhà mình. Tôi lấy bản nhất tôi không lấy đâu. Sao tôi bảo nhỏ tỉnh tôi lấy. Về đây, về đây. 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 Về cười đang chết rồi chết mà rồi chúng em ra, đấy chúng tôi ra, chúng cháu chết ra và với thầy quan như này, và sáu hôm nay chúng tôi ra thì không quản nữa, cháu chết rồi, thầy quan nhân ra như này. Hàng bất kỳ hết tầng sau, hôm nay ngồi với nhau đây, ngồi với nhau đây, bây giờ đi chốc đến tầng sáu. Bây giờ cái tuổi này là sống ngày biết kể tôi không đấy, cái trẻ cũng chẳng biết thế nào cả. Bên này, bên chị Hằng đây là chị Hằng đây là đấy, đúng chưa? Đấy. Ông Bình ơi, chúng ta lắm. Hai tuổi mà to đây. Tùng, Tùng. Đây Hùng. Tùng cười. Kia mà Sang. Kia mà Sang. Cô của cô, còn cái hết cái là của bà Sang.
được 100. Ôi có thêm tiền nữa. Nại cụ đi. Con nại cụ ạ. À. Con đốt vàng để biếu cụ. Cụ phù hộ cho con. Hay ăn trong nớn. Mau rồi mau đi học. Rồi. Đúng không? Nại cụ đi. Quỳnh nại cụ đi. Nại cụ. Cụ thương tất cả các con các cháu. Hôm nay ngày huyết nhật cụ. Chúng con có mặt đây. Đấy, cụ phù hộ cho con hay ăn trong nớn. Vắt luôn đi. Vắt luôn là không nại đi. Nại đã không có cụ mắng. Con. Nại đi, nại cái này cụ đi, không có cụ mắng. Nại cụ nào? Nại cụ đi, cả Quỳnh nữa đi. Nại cụ chắp tay vào. Con này cụ. Con này cụ. Ngoan thế nhỉ. Con này cụ. Đây, vắt vào đây. Vắt vào đây luôn. Ừ, con này cụ. Đấy. Bảo chị Quỳnh đây, chị Quỳnh ơi, nại cụ đi. Chị Quỳnh. Đấy. 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 Cụ về nhận tiền vàng nha. Có ạ. Đấy đây, Quỳnh cho vào đây, đốt đi. Nha. Cho đi. Om luôn. Cho em cái om luôn. Nào, cho em cái em om luôn. Om mình. Ừ, om đây. Om đi. Kéo nóng con, nóng nóng. Thôi đừng nghe bác, ấy anh bác. Quỳnh cho vào đi. Cho vào. Chị Quỳnh cho vào đi. Ôi con được đứng ra đây phải tội, dẫm lên phải tội. Ủa dẫm lên phải tội đấy. Này cụ ạ. Đây 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 con cho ông cho ông vào cái này. Đấy, từng cái một. Vắt từng cái một. Đấy. Chúng con biếu cụ. Cái rồi. Cái rồi. Chúng con biếu cụ. Quỳnh bỏ đi. Chúng con biếu cụ. Chúng con biếu cụ. Ơi. Này. Chạy cứ quá nhỉ. Ơi. Ủa em Hoàng ơi. Đưa vào cho cụ. Này Hoàng đưa vào cho cụ. Quỳnh nè. Đưa vào cho cụ. Vất vào cho cụ. Rồi. Vất vào cho cụ mau lên con. Vất khẽ từng cái một. Bắt từng cái một, bắt thế thì phải tội. Bắt từng cái một. Để cho đẩy ra đẩy cho để cho cháy đã. Hôm nay ông hóa vàng cho các cụ đây. Bác ạ. Bác ạ, bác đâu về đây? Một mâm 7 người thôi mà. Một mâm thôi mà. Lui ra con. Anh có đi không? Ở trên Hòa Bình nhé. Ôi giời, cái tiếng này không phải bao nhiêu lên ở trên xe. Ông Quang, ông Mùi. Không. Có. Cưới thằng Quang. Cưới thì có. Cưới anh có đi không? Có. Ừ đấy. Có. Xong rồi đi thăm đặc sư là. Ừ đấy. Có. Mất thì không. Cái hồi này thế nào thì công việc là sao? Không nhưng mà xe không chạy, không chạy. Gọi một năm một hai buổi làm giúp chứ không đi xây nữa, không nhận công trình nữa. Ừ.
cần thì chị ý thêm vẫn ở bên kia. Tết này nếu không đi nhỏ thì về à? Thế là được mấy năm rồi? Thôi đi cho nó biết tí, bên đây bên đó. Vâng, về. Các cháu đi hết. Đấy là các bạn của mình. Nam không ở nhà thì nhà sáng đi tối về chứ không ở đâu được, bảo vì thực ra bây giờ không phải trong nhà. Các cậu đi ra như thế là quý rồi. Là vì tôi đã mời mười mấy năm rồi. Có ra. Mấy năm nay thôi. Mà chưa bao giờ lần nào chỗ rồi ra. Nói đấy đấy. Có rồi, khoảng độ hơn chục năm nay. Thì hồi sáng tháo tôi chưa ra thật. Thật, nói thế. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ thế này. Còn lại anh em mình các cháu thôi, mỗi đứa mỗi việc cả rồi. Còn nếu mình ở đây thường ngồi đây nghe thì còn lại anh em mình thì cũng hôm mà chị mất ấy, yến mất ấy, thì các cậu ra nhưng mà rồi đến lúc chưa kịp hoàn tất thì đã phải về đâu. Vâng. Thì hôm nay cũng báo cáo lại để cho các em có con mình nghe nữa. Cái này đám tang của chị thì tất cả anh em họ hàng bạn bè đoàn thể giếng được 41 triệu, chi hết 23 triệu. Vâng. Đấy, thế là ở ngoài nó đắt lắm. Đúng rồi, cái ở ngoài thì nó đắt lắm chứ nó không. Ví dụ như thế này, nói mấy con số thôi. Thí dụ như thợ kèn là phải mất 3 triệu. Tất cả quan tài, các thứ chi phí cho cái việc tăng ấy là hết gần 4 triệu. À quên, trên 4 triệu. Đấy. Thế còn thì cái chuyện là đất đai rồi đào rồi trôn rồi thì gạch rồi thì cát rồi thì nấp ấy. Là cũng
Ở đấy có một cái hay ở chỗ là không ăn uống. Chỉ có anh em bạn bè, anh em là ở quê ra với thì thôi chứ gia đình thế, chứ còn để bà con xóm giềng cho đến họ, cho đến làng xóm ở đấy là không. Người ta xong người ta về. Mà anh có làm ra thì người ta cũng ăn thôi, nên người ta cũng ăn. Thì đấy là cái mà báo cáo lại để thế còn chị Yến ấy thì các cậu chưa được nghe. Chị Yến bị vừa bị cho đến lúc chết không muốn ngày thôi. Thế và chiều mùng 9 thì chị Yến mất. Thì sáng mùng 8 thì chị cho gọi anh lên. Thì lên thì chị nói được có một mấy câu thế này. Tôi thì tôi chết chứ tôi không có được đâu. Tôi chết thì ông lo cho tôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sổ tiết kiệm tôi để vào cái lẫn với một số giấy khen ở trong cái tủ. Ông về ông tìm mà cất đi. Lúc bây giờ tôi mới biết là có tiết kiệm. Đấy. Mà nói một cái câu gần 60 đấy. Nhưng mà thực tế là có 52 triệu. Gần 60 tức là tính cả lại. Về sau được 46 tiền lãi. Một số sổ sách, giấy tờ tôi giữ ở các đoàn thể thì tôi đã để ra từng loại rồi. Thì khi nào cần thì ông bàn giao cho người ta. Con lợn bằng nhựa là cái quỹ tiết kiệm của Hội Chữ Thập Đỏ. Ai có tiền bỏ vào trong cái con lợn ấy thì đã có sổ sách rồi. Tức là giao rất là ngon. Thế và một số cái điểm mà nó quải ra, người ta bảo là cái điểm nó gỡ đấy. À vâng. Thì nó như thế này. Vì tôi thấy cơ thể trong người. Bà ấy sinh hoạt đã nhiều năm. Nhưng mà riêng năm nay thì bà ấy xin ra khỏi cái hội thương binh tình nghĩa của thị xã Hồng Lĩnh. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Đại hội Chữ Thập Đỏ người ta bầu bà vào trong ban chấp hành, mà kiên quyết không nhận. Và đến lúc mà người ta cố tình người ta bầu thì bà nói những cái câu rất là nặng nề. Cho nên bà Nga phải nói những câu chưa bao giờ em được nghe chị Yến nói những cái câu như thế. Thế rồi đây là cái thứ hai. Cái thứ ba thì cách đó độ 3 tháng gì đó thì tôi có hỏi bà ấy là cái nhà ta bây giờ có làm tiết kiệm được không? Không. Thế rồi. Thế tôi bảo thế thì chết rồi. Bây giờ mà với cái tuổi của mình là hơi tí thì ốm đau. Bây giờ tôi nói thí dụ tôi bị một cái bệnh như ông Phúc liệt nửa người. Thì bây giờ cần thiết phải chạy độ vài 3 triệu. Thì bà chạy đến ngay. Nếu mà ba mà bị thì tôi không biết tôi làm thế nào cũng phải. Thế mà bà không nói. Bà không nói rồi. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì cái thứ tiết kiệm này về sau anh em tôi ngồi bàn với nhau thế này. Cái tiền tiết kiệm này không phải bây giờ, không phải bà ấy lấy tôi, bà ấy tiết kiệm. Mà bà ấy phải tiết kiệm từ trước rồi. Chứ còn thì bà ấy lấy tôi năm nay mới là 17 năm. Vâng. Thì nếu tính đúng ra thì mới 16 năm rưỡi. Vâng. Thế vậy thì đời sống khó khăn như thế, vâng, lương bổng thấp như thế, vừa giờ mới được nâng lên chứ. Vâng, vâng. Thế thì làm sao mà mỗi một năm bà ấy có thể tiết kiệm hơn 3 triệu. Vâng. Thì cái tiền ấy phải là cái tiền. Vâng, vâng. Cái tiền từ trước. Vâng. Thế thì cái ý đồ của bà là thế này. Cái tiết kiệm ấy để sau này nếu như mà tôi chết trước thì bà ấy có cái tiền ấy do thân bà ấy dưỡng già. Và bà ấy sau đây có ốm nằm liệt giường chăng nữa thì con cháu nó phục vụ có cái tiền để bổ dưỡng cho nó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ý định là sửa cái nhà ấy thì thay lại cái mái nhà và nâng lên một chút để cái nền này lát gạch. Bà ấy bảo tôi là sang năm ông làm dự chủ đi. Tôi có tiêu chuẩn
thì có thể tôi xin được từ 8 đến 10 triệu. Và thì bà là thương binh mà. Và thì bà có thể là xin từ 8 đến 10 triệu được. Thế nhưng mà chưa kịp làm cái gì cả. Đấy là cái, thế cũng nói thật với các em thế này. Hiện nay ngoài cái tiền 52 triệu ra, bà vừa tiết kiệm từ trước đến nay rồi. Chứ còn lại cái tiền, mấy cái tiền này là vừa giờ lĩnh được rồi. Mai tám phí 7 triệu. Có em cả 7 triệu đấy, không phải 7 triệu. Tôi cứ nói chú chọn là vậy. Mai tám phí 7 triệu. 3 tháng tiền vừa thương binh vừa tiền hưu, mỗi một tháng là 3 triệu rưỡi. Đấy. Tiền bảo hiểm thân thể 1 triệu. 2 triệu. Đấy, đại khái là những cái tiền đấy là bây giờ gửi tiết kiệm cả 20 triệu. Đấy, gửi tiết kiệm cả. Là vì thế này, để lại cái tiền ấy, rất có thể là mai kia tôi mà bị thì tôi cũng có thể có cái tiền để mà sử dụng. Cái thứ hai nữa là nếu mà tôi không bị ốm đau như bà thì sửa cái nhà ấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ về phần mộ thì bây giờ là các cậu ra, các cậu biết rồi, mộ Chữ Tâm, mộ Cho Phúc mới làm như thế thôi, nhưng mà sau đây tôi không phải là tôi làm như thế nữa, là vì rằng tôi có hai người vợ thì tôi coi là hai người ân nhân của tôi. Bác thì định sửa lại cái mộ cái này. Ba người với nhau. Cho nên là sau này là tôi sẽ làm một cái gì đó để có thể là trả ơn các bà. Ba người. Không còn sống nhưng mà các bà đã mất rồi thì tôi làm một cái gì đó để trả ơn các bà. Thế bây giờ sang áo chị Yến mới làm trả được. Đấy, vâng. Không. Cái đấy làm trước được cô. Làm dưới nó không sao mà. Thôi nhân tiện bác ở đây thì đây là em mạo muội. Cả cháu Hậu em cứ mạo muội. Phải không phải bác cũng bỏ qua, cháu Hậu không muốn kiến cô hội lên tôi bình một chuyện. Vì cũng như bác nói thôi thì cứ nhiều lúc bây giờ cái tuổi hôm nay nó thế này. Bác điện trên em thấy phấn khởi quá, hôm nay phải đi. Rồi có thể là hôm nay anh còn khỏe hoặc cậu còn khỏe, có thể là bây giờ khi đi thì ngay chúng em đã ít tuổi hơn bác, chưa biết em đi trước hay bác đi trước, hay bác đi trước em đi trước. Thế nhưng con điều hôm nay rất là vui vẻ và tâm đắc, có tôi buồn của các cụ và bố mẹ. Em cứ nói được không, bác có hai cháu thì đông 4-5 đứa thì nó bỏ, thế còn hai đứa thì thằng Phúc không may mà như con em nó không lo được cái việc mà không cần phải như lại còn thằng Nhất. Đấy, thế thì chắc chắn là bác đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể chúng em không biết, nhưng mà cái điều gì đó để chúng em cũng bác gợi mở ra, chúng em thấy được cái phấn khởi với cái việc này của bác, cái công việc của chúng em, nhưng chúng em cũng có một cái gì đó để nghe nó phấn khởi. Thì năm nay 81 rồi, 82 sắp tới nơi rồi. Thì thất thập qua rồi, bát thập là tượng dương thọ. Thế còn cái ngày đi thì nó không biết thế nào. Thế thì còn một tí thằng cháu đích tôn, mà nó lại là trưởng, nhưng mà lại con anh con trai đây, tí đất đấy. Thế em mới ngồi em mới nghĩ này, kể nhiều cái anh em mình bây giờ cũng dài, biết cái đất của bà bé là bác đừng cho nhỉ. Ai biết đâu giờ. Đấy, đó thí dụ thế mà. Thì cái ngày ấy nè, thôi thì anh cùng nè, cái cũng nghèo thì ấy nhau. Thế là còn tí đấy. Thì bác cũng định nghĩa trong cái thân gia để con, để cháu. Em chỉ ý bác cái chỗ đó. Okay. Rồi giả định hôm nay bác còn không sao, nhưng thằng Hậu thì chắc không đến mức nào mà chúng em phải can thiệp, hoặc ông Khoản phải can thiệp. Nhưng còn thằng Lâm đấy, nó mồ côi cha mà nó cũng rất mệt, chắc
chẳng chỗ có nào bâu nhúm mà không nên để nó bâu nhúm nhỏ. Không, thưa bây giờ thế này. Mà tôi nói cậu thế này, cái việc đó là tôi đã lo trước rồi. Thế này. Nhưng mà lại họ lại phải bỏ. Lại phải bỏ. Là vì cái đấy là tôi đã làm rồi. Tôi làm rồi nhá, các cháu tham gia rồi, ông khoảng trước kiến rồi. Thế nhưng mà về sau phải bỏ là vì nhà tôi mất. Nhà tôi mất thì nó lại khác đi. Đúng không? Giá như nhà tôi còn mà tôi mất trước thì cái đấy thực hiện được. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi, nó đảo ngược trở lại rồi. Đấy cho nên là bây giờ là thôi bây giờ tôi nghĩ đơn giản thế này. Có hai chú cháu nó, nếu không may mình qua đời đi thì chú cũng phải có trách nhiệm với cháu, mà cháu cũng phải có trách nhiệm với chú. Hai chú cháu phải làm thế nào phải có một cái trách nhiệm mà là hài hòa với nhau. Thì tài sản thì không có gì. Tài sản của mình thì không có gì. Không chủ yếu đất đai thôi. Bây giờ còn di đất đấy thôi. Cái nhà thì bây giờ là đang có ý định là sửa. Cái tài sản trên đất không vấn đề gì. Đang sửa thôi. Chứ còn thì bây giờ là mấy cái chục tiền tiết kiệm mà. Thì bây giờ tôi với cháu hậu là phải đi làm mãi mới được. Cái đấy em không quan trọng. Mãi mới được. Nào, em không quan trọng cái đó. Khi nhà tôi mất thì không kịp di chúc, không kịp là ý quyền. Cho nên là phải dở đi rồi lại mãi mới giải quyết được cái đấy. Khi bà Yến mất đi thì người ta hỏi là bà Yến lúc về hưu ở có một mình, sao bây giờ lại có ông chồng ở đây? Đấy, nó nói rất có lý, đúng không? Thì vậy thì phải có đăng ký cái đâu, phải đưa ngay đăng ký rồi. Và Ủy ban Nhân dân phường đấy người ta phải chứng nhận ông Đãi là chồng của bà Yến mới được. Đây nó phải rất là lâu lâu. Và nó có lý, rất là có lý. Nên là tôi với Hậu là phải đi làm mãi mới xong được cái này. Rất may là cái phòng công chứng của số 3 của tỉnh Quảng Ninh ấy, thì nó lại mới chuyển về U Mỹ. Chứ không có là phải kéo nhau ra ngoài đường ngay mới giải quyết được. Đấy. Khi mà chúng ta mất cái hậu của nó rất phức tạp, đấy là mất cái nghĩ cái loại, cho nên phải có di chúc, phải có bằng nhiều anh em con cháu từ anh em ruột thịt rồi đất ấy cần giống nhau, nhưng cái ông nhúc gì anh em ruột thịt nó mỗi khi vượt lên mà kém nhau. Đây là cho một thứ. Không, em đỡ lời bên bác Đại. Cô là đây là anh cho em phải thì cứ nhận cho em. Cô phải lấy. Rồi là về và bác cái này bác luôn. Không. Tại sao anh bằng này em mà lại chỉ cho một thứ? Rồi. Đúng không? Có lương rồi. Thế các cậu với các vợ. Không, cái đấy đúng. Em cái gì đúng em vào trong bổ sung ngay. Về rồi Tết này rồi mùng 8 này là bác không về được, hay bác cố gắng về nhưng không về được. Cô phải em cho cái đó này. Thì cô này em thôi. Anh nói em. Thế con thằng ấy đâu? Con thằng ấy đâu? Vào tay ông. Vào lên thằng Hoàng đó, vào đây ông cho. Hoàng. Vào ông cho nó lên đấy không nhỉ? Cháu ít cái đứa này nào, bé nhất. Bé nhất là cháu này. Ông cho cháu biết rồi. Thằng tay. Áo ông. Cháu xin. Thế đây là con này Đức à? Con Đức à, cháu xin ông. Hai đứa. Cháu xin ông. Chú ơi. Chú. Nhận cho. Bác cao bác chúng em mừng là đấy như bác nói vừa rồi là rất là vui đấy, là bác vừa rồi đưa cái băng về đúng là để là hôm nay xong em gọi cô em với chú Bình sang ngồi sang đâu chứ vừa rồi lên công chuyện của anh em mà chưa xem hết. Mình phải nói rằng là thôi vốn thằng này nó mới tay nghề đầu tiên nhưng chứ thế này. Thế nhưng mà cái mừng thứ hai là kỳ này về thấy bác phải. Đấy thấy bác phải hơn. Cái đáng mừng. Chú mẹ con không biết tâm ở đâu.
Bà cũng này, ông nói với các con các cháu nghe nè, đấy nha con nhé, con Cu, con Phượng nghe chưa? Đây là bác, con Cu, tất cả các con cháu là học tập các ông về cái truyền thống của gia đình. Thế mà cũng là cái để các con, các cháu nhìn thấy noi gương và học tập những cái điều, cái truyền thống của gia đình này. Thế thì bác nói cho con Du thì dâu già thì hiểu rồi. Thế này con Phượng khá hiểu cái con Du mới. Ông hôm nay dỗ, nếu chính thức ông năm nay là 102 tuổi. Thế mà ông được, nếu nói chính xác ấy, ông được 6 anh chị em, 6 chị em, nhưng bỏ mất một con trai, bỏ mất một con gái, thì con này 4 chị em, 4 chị em thì bác cả, là tên là bác Tăng, thì xây dựng là bác Đại. Bác thứ, cô thứ hai là cô Tứ. Thế xong đến ông là Quy, là Bình, thế là hai gái, hai trai. Thế ông mất năm 1986. Bà mất năm 1992, bà mất thì họ cái năm, bà mất là đúng là 90 tuổi, ông mất thì có 78 tuổi thôi. Thế thì tất cả anh chị em quần tụ ông bà về khu vực này cả, cùng với các cụ. Thế và nhớ quý nhật của ông nội là 18 tháng 1, tháng 11, ba thì 30. Tháng Chạp, 30 tháng 11, hôm sau sang tháng Chạp, chết mùng 1 tháng Chạp. Thế còn tháng này, thì em nói với chị, với lại em, với lại con Minh, với tất cả các con, các cháu, là ngày sáng 29 nhé, thôi không đặt này nữa, thì báo cáo với bác này, chúng em thống nhất rồi. Cũng nhất cả Tết. Thế thì hôm nay ông nói lại sáng 29 thì khoảng độ 7 giờ con Minh này, thế bên cô với hai cháu này, thế vợ chồng Cung cũng về được, Tuấn cũng về được. Thế bên chú thì cố gắng thằng Hà về, thằng Hà thì tức là nó làm cũng ới là nó có điều kiện về được trước mà không đặt. Nhưng vợ chồng Hùng này, Phượng này và các cháu 7 giờ sang bên đây này là cũng vậy. Thế còn Tết thì thống nhất thế này. Tết thì thôi thì bố trí cố gắng là đã thống nhất bố trí rồi. 8 giờ sáng ngày mùng 2 Tết thì tất cả cũng thế là sang cô. Không ăn quá rồi. Hả? Cô bỏ mùng 2 vào mùng 8 rồi. Cô mùng 2 bỏ rồi. À cô bỏ mùng 2 rồi nhỉ? Thế tức là chuyển mùng 8 rồi. Thế nhưng mà... không mùng 8 chỗ đâu. Thế và chiều mùng 3, chiều mùng 2, 4 giờ thì này cô này, cháu Minh này, cháu Đạm này, thế vậy tất cả các cháu hôm nay đây sang bên đây là tiễn dương các cụ. Chiều mùng 1 là khoảng 5 giờ chiều là tất cả cũng gần đây rồi, cả cô bà lúc bây giờ chắc vợ chồng Trùng về rồi, ngày Tuấn chắc không về đâu. Chiều 1-5 giờ là tất cả sang chú Bình. Thế và 8-9 giờ, 8-8 rưỡi, 8 giờ đến 9 giờ. Nhưng mà riêng các con cháu phải sang trước. Ngày 25 tất cả con cháu đông cũng chỉ là rồi 25 này. Thế ngoài thì ngày Tết thì nhắc lại là mùng 1-5 giờ là cũng tất cả ba cái nhà này kéo sang nhau hết. Này, cái hồng mình thấp nhau rồi. Hồ em phá rồi. Thế chiều mùng 2, 4 giờ. Thế còn là bên ngoại, bên bà nội bên đấy thì chắc là phải lên phương chú sáng này. Được khoảng 7 giờ
Thế mùng 8 thì các con các cháu phải sang sớm 6 rưỡi 7 giờ. Sáng nhưng mà thì thông báo sớm quá nó quên. Không cũng phải sớm. Bây giờ này cô bác năm nay thì về được cái này. Thì em về em thấy cô bác sức khỏe quá nên cứ âm mừng. Công việc sức khỏe quá năm nào biết năm hết. Cái hành trình của chúng em thì mọi năm thì cứ như cậu Huy cậu nói đấy. Thế nhưng mà năm nay thì em nói thôi. Thì cháu Tuấn là mùng 2 Tết không bao giờ cháu về Tết nữa cả. Thế là đến 28 thì năm nào cháu về. Thì năm nay 28 Tết là mời tất cả các con cháu. Thì bác cũng như cháu ngoài xa là chuyện chuyện. Kết quả là tất cả năm nay là chỉ lấy lên hành trình là 28 làm 3-4 mâm là tất cả nó về. Thì có cả dâu trẻ để cháu chặt. À đây là cái năm mừng. Tức là mùng 2 thay vào 28. Đấy, là 28. Vâng, đây là rất là tân. Đấy, khổ đấy con. Vâng. Một năm là em chỉ có một cái Tết này. Bên một cái rễ này em cái rỗ ông lộn là quân nhà cho phấn. Đấy mà tất cả đông đủ con cái về hết. Còn ngoại khi là em chỉ làm một. Tôi năm nay là tôi đi được ba nơi rồi đấy. Thái Bình, Nam Định. Mùng 8 tháng 8 chị Yến mất 29 tháng 6. Thì mùng 8 tháng 7 tôi với ông Khoản đã về dỗ bà mẹ. Tức là chương trình năm nay là tôi với bà ấy về. Thì không may bà mất được thì tôi với ông Khoản về. Về thì là tôi trên đường đi thì là cháu Hồng nó mới báo tin cho Phúc. Ở chứ bây giờ tôi nói sang cái chuyện với anh Phi. Ở chỗ ông Phúc ông ấy làm lắm cái một người. Mùng 8 cũng lập vi sản. Cũng Triệu Linh, chị Yến về đấy. Thế mà thế tôi về thì là tôi không hoãn về thì đem về một cái ảnh của chị Yến. Đem về một cái đĩa và đắp tan. Đấy. Thế xong rồi thì là buổi tối, buổi chiều mới họp. Thì ông cứ đề nghị cái này là làm cái trò là tao mất mẹ luôn mấy tiếng hồ là cũng. Bây giờ ông Quy bảo tôi cô vào đi đang chiêu hồn chiêu vào cô vào đi. Tôi bảo tôi nghe ông cũng đi chán quá tôi nghe không được xong rồi thì cũng 3 ngày tôi thế. Không nghe không cần không phải là cúng chứ. Chỉ có tiếng trường tiếng quả không có đặt cái chân tiền thổ tả gì đâu ăn gì. Không có cái câu nào gọi là kinh ca kinh kệ. Thế mà ông còn bảo là nếu có cúng mùa cúng 49 ngày nữa không thì tôi không cúng vài nữa. Tôi bảo ông Quyền, tôi bảo ông chú cái ra chú cúng đơn cúng kép chú cúng thế nào kệ chú. Không tôi biết chú có cái kêu tôi có ông Quyền là thầy đấy. Đấy. Hôm nay còn đứng cúng vài. Vậy em chính cái bác cái cháu này hỏi nhân chuyện em nói không nên thể không thì thôi này gọi đây cái đồng người như vậy á. Là tôi biết bác như thế là chị em thì em anh vắng miền Nam đấy. Nó ở xa thiệt. Thôi năm nay điều kiện thế cho nên bán là đi không nuôi nữa rồi là cho dọn đi nhiệm vụ để đã bà còn đã tháng đã về cho nó khổ thân cái thành thì tôi nói thôi chứ bà đi mình vẫn phải giữ vai trò là dù bà ở nhà bà đi thì cái Tết năm nay cũng vẫn phải chọn vẹn đấy nếu có con em cũng đảm bảo đủ cái như năm ngoái khi nào ở nhà nào thì năm nay cũng thế cũng chắc chắn là gì vẫn cứ là các cháu có ba các cháu là coi như là đến với dân chùa một đầy đủ đấy nói thế để các cháu nó vay lại. Cái hai thực ra nói thôi thực ra nói ra đãi là rất hứa nhiều lắm rồi và mà cố gắng phân đấu hai em xe máy ra mà em ở nhà thì em được có thể hôm nay ngày mai được thế nhưng thì em cũng ở nhà thì ra thì sáng đi chiều về đấy thế là bác không cảm rồi thế chứ ba thì hôm nay cũng dân cái bác Bùi đến chưa thấy nói kiến gì nhưng bác cũng chặt đổ bác Bùi mà chặt đổ mà thế nào góp làm sao thì lực lượng như thế nào cái gì như là chặt đổ thì để biết được mà con góp mấy chặt đổ một cái chặt á thì bác có buổi bàn bạc cái năm nay này dỗ cụ tổ toàn phần lại và chứ không nghĩ là mình và thế còn thôi cái chuyện đó là xây bộ trên mạng thì nó cũng xong rồi thì hôm nào xuất hiện thôi để sang năm mình làm cho trọn vẹn thôi chứ bây giờ nói cũng nhiều cũng thế thôi cũng không thôi gì cả vì ông Bùi ông tính ông ấy nó khác mọi người là không năng động mà không có như mình thì ra ghét hoặc là mình mắng bỏ ra mình rồi ông này làm ăn thì nó phức tạp rồi thôi cái chuyện đó xong rồi thôi. Em báo cáo ông bác cái này bây giờ về họ chúng em thì lấy cụ tứ đại tức là đến chúng em mới là đời thứ tư đến đời thằng Hùng là đời thứ năm. Thế tại sao lại dựng cụ này là vì trước đây các cụ em cũng đoạn. Cụ em cụ tổ bây giờ cái mộ vừa ra đấy cụ từ Hưng Yên xuống phố huyện nằm ăn ở phố huyện Kim Thành ở dưới Quảng Xá cụ đi một mình thế rồi cụ xây dựng gia đình với cụ bà người Quảng Xá đẻ ra ông xây dựng với bà Quảng Xá đẻ ra bố mình lấy vợ Quảng Xá thế khi huyện trở về bằng nay đây thì cũng chuyển theo. Thế đến năm 1948, 49 thì đấy Tây nó về đây nó đuổi cái dạng trong này quá.
Thế thì cụ không đi ra nữa, về đây. Về đây thì cái họ nó còn có một súng. Nói cho các con ông cháu nghe, nó có ít người lắm mà. Miền Bắc, miền Nam, Hải Phòng, Hà Nội, rồi này, đâu cũng có cả. Thậm chí ở Mỹ, rồi ở Pháp đều có cả. Thế nên bây giờ đấy cái cụ ấy là cụ tổ. Cái cụ tổ bây giờ thì báo cáo ông bác có 5 ngành cụ đẻ ra được 5 người con. Cái ngành đầu là bà Hiếu Vân đẻ ra chị Yên, rồi bác này. Thế nên không con. Mẹ là Hiếu Vân. Vâng, ngành thứ hai là ông Cai Lập là đẻ ra bà Tì, bà Chắc, ông Tẩy đấy bác ạ. Nhưng mà đẻ ông Cai Sản có, nhưng không có con trai. Thế đến cụ Nho là đẻ, cụ Nho là gái rồi. Đẻ trong cụ rồi, không là gái rồi. Đến ông nhà mình thì được ông Nể. Ông Nhị là bố mình, ông Tạo Hoàng. Thì ông Tạo Hoàng là chết rồi, ông Nể ông Nhị đây. Ông Nhị có 4 người con, ông Nể thì được mấy người con đấy. Thế còn cụ lại vào trong miền Nam, cụ lấy vợ trong đó được 2 cô nữa. Nhưng chúng em không có tiền để đi miền Nam thăm cô. Bây giờ không có liên lạc gì. Không, còn bà cô không có liên lạc, còn bà cô sống được. Hãy cho đâm vào hàng này. Cho đâm vào hàng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời cái ế rồi, mọi người ạ. Chuyện nói cười vu vơ, chẳng ra thân chẳng ra sơ, phong bì trong túi thì chờ để trao, ra về lòng nhẹ. Ông Bình Yên ơi, tôi lại hỏi ông ăn có nhóc những bài thơ là hầu hết được chép trong mỗi nước. Vâng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi hỏi hết được ăn tôi rồi. Nhiều bài thơ hay lắm. Không phải là quần đấy ạ. Hả? Phải là quần. Quần đấy nhá. Thế là cả đi mấy thứ này vậy, đi trong này sao? Sao này khách gì, khách quý vậy? Quên. Hả? Chúc mừng hai. Sao quý vậy? Quên ông Bảo, ông cháu quên ông Bảo. Đâu mà chơi quá quên ông Bảo. Cái con nhà thằng Lâm thì bị đái rồi, với gọi là đã nghe rồi. Nó không biết lấy cái bô. Nó ra nó ngồi nhưng mà nó lại không khử tụt quần thuốc, cứ để nguyên cả quần vậy. Cái này hình như là đã là quần rồi, bớt rồi. Ai giả bảo, bà xin nhá, mỗi giờ nó giả đấy. Bà xin. Đó là bà. Xuống nghe bác này, bác này bác về cho mình chở nhá. Bác về nhá. Thế nào đi. Bảo tao nhá. Vâng. Chào nha, chào ông cháu. Ông cháu nhá, cháu ông. Cầm xe ra. Chứ cầm xe ra. Cái gì nữa? Để cầm xe để ra ông đi. Cái đĩa mày bỏ ra rồi à? Vâng. Ở trong nhà có ăn gì không? Có con này còn gì không? Không. Không. Không rồi. Để ra cho ông rồi cho ông. Không cầm không. Không hết rồi. Bốn cầm gì? Nhờ tí nào ạ. Hết rồi. Mai anh Phượng lấy. Mai anh Phượng lấy. Anh Phượng lấy. Không mèo rồi. Không mèo rồi. Đây cho cái túi vào đây. Thôi, thay ông già đi cái này. Bắt nó đợi lên cái này. Cái gì ạ mà? Cái này kẹp ba, cái này kẹp ba, cái không kẹp ba nổi. Chắc được. Cái này dài hơn thì còn cái đó, cái bố đó. Hùng, chào bác Hậu đây, chào bác Hậu đây. Chào ông bên này, chào ông trước bên này. Chào ai cái trước à? Chào bác, chào bác rồi. Chào bác này, bác này, bác này, bác này. Úi giời này, vướng cái gì này? Quả táo ạ. Nó sang nó phải được cái gì nữa. Nó nhả mồm lắm, nó dạy nó nhả mồm lắm. Nhả mồm lắm. Nó chưa quen gì mà. Cái gì? Chút trước kêu ông, để kia, để kia, để kia đó. Cái gì? Để kia đó, đúng rồi. Thôi các bác đi nhá.